Nè mọi người, con ngoài sân nè. Em mà giang mùng mền chiếu gối đi giặt hết. Thôi ghê quá. Tè tù. Hai sen. Con bị cái gì? Vincent bị cái gì? Con bị loose. Loose là cái gì? Chí. Hả? Ôi chết cha. Yêu quá. Và mà Angelina. Angelina bị không? Em Angelina có bị chí không? Em mà bị chí hả? Em có bị không? Bác Giêsu con cu vậy. Rồi thanh niên này hôm nay trường mới gọi về, kêu nhà trẻ mới gọi về kêu là Vincent phát hiện Vincent có chí. Bây giờ là phải chơi chị liệu rồi. Thầy mấy chứng chí rồi, thấy không? Trắng trắng đây. Chào chọc Vincent nha. Hả? Ok luôn. Cái răng trắng là trứng mà. Rồi bắt đầu chọc nha. Ok. Rồi mùng mền chiếu gối phải giặt hết. Ok. Cái mấy con gái không có lúa sao em mà. Yêu Skê ba bé là skê lên. Chọc chọc nha. Đấy mà Skê ba bé là skê lên. Yêu em mà. Yêu đưa lên nền ép rồi. Mua làm gì không? Ok, cho các tóc hình. Nhà mình đi phải đi được đi men chế nó đôi hứa để xem gương được lứa ở đấy. Ok. A few moments later. Moments later. Đây là thanh niên Vincent. Sao kia cao đào. Alo. Thôi kìa phải không? Chọc chọc lóc rồi. Đây là phương pháp vị trí gì? Hiệu quả nhất cho một nốt nhạc. Nhưng mà vẫn phải mua thuốc. Mình mới mua cái thuốc này về. Cái này là dầu gội ha. Cái này cả nhà sẽ qua một cái đợt này. Hôm nay khổ giờ. Cái này 15 phút là hết chí luôn. Và nó giết luôn cả trứng chí. Quá dữ. Cái hộp này mua hết 290 đồng khoảng 1 triệu tiền Việt Nam. Rồi, bây giờ lên đây. Bác sẽ thuốc. Sau 15 phút thì phải gội đầu ha. Các đường nhỏ thì gội đầu lại. Đây, thuốc lên đầu của cậu đây. Bây giờ thoa cho nó đều. Giống keo vậy. Ý vậy? Trai mà cứ bị cạo chọc với lại vị trí. Cái này á, thường ở trên nhà trẻ á, mấy đứa nhỏ nó chơi chung với nhau á, nó lay đứa này nó lay đứa kia. Thế là cứ lay qua lay lại vậy đó. Đây là cô em mà với lại cái gì cái lược chí. Em mà có chí hả? Em mà lướt eo ghê quá em mà. Eo nghe được cô ơi, smart anh không? Rồi, 15 phút. Xong rồi đó. 15 phút mới xem, ok. Nè mọi người, con ngoài sân nè. Em mà giang mùng mền chiếu gối đi giặt hết. Thôi ghê quá. Tè tù. Được rồi.
đi sân khấu luôn. Mọi người thấy không? Bây giờ làm hết vậy thì cả nhà xong hết rồi đó. Chỉ có anh trợ lý nè không được xịt mấy cái thuốc này lên đầu thôi. Nên cái này thì anh trợ lý này sẽ lấy lượt. Thì coi có tí không mà cái tóc em ít mà nó cũng dễ. Thì cô vừa hơn lúc cầm thì mình sẽ ok anh ấy vậy. Cái pha ném mà clip thì lực có. Đâu xem nào. Nhanh nhất là cạo đọc không cắt. A few moments later. Đó sao em à? Ở đây sao hả Luz? Đấy là mình sẽ cơ hơi screen và sẽ thấy là hút. Đi Vincent Smith hả? Hay là vào đây đó? Ai đều biết. Sẽ cơ hơi đây. Đấy nha. Ngon. Tội nghiệp cu sen nhất là chọc đầu nè. Yeah, đợi xíu nha Vincent. 10 phút nữa ba. 10 phút nữa ba rửa lại cái đầu nha. Cái này đi chùa được rồi nè. Ok, đây là cái sân nha. Bây giờ bắt đầu hết hè rồi mọi người. Chuyển qua mùa thu rồi. Đây cái bàn ghế ngoài đây nè. Mình dọn hết rồi. Bỏ qua đây và bọc cái này lại để giữ ha. Ở đây thì một cái ghế mình mới chôm của chị mình. Hôm nay mình sẽ làm một cái project nhỏ nhỏ là sơn cái này nó lại thành màu đen luôn cho nó hợp với mấy cái kia. À, mọi người, đầu tiên thì mình lấy cái chai quấn gọn là giống như là nước rửa sạch cái này ha. Cái này nó có xà bông mà tùm tà la hết. Đó, rửa. Bây giờ cái ghế sạch rồi đó. Mình cho giữa thảm cỏ này luôn cho nó khỏi dính tùm lum tà la. Tại bên kia đang phơi đồ. Rồi, bây giờ chắc xịt khoảng 5-6 lớp sơn lên cho nó điên thui là xong. Và sau đó là xịt thêm vài lớp sơn bóng lên nữa. Cái này chắc mất cả ngày á. Rồi. Many hours later. Rồi mọi người, sau vài tiếng đồng hồ xịt và sơn và xịt, nói chung là tạm thời ok ha. Bây giờ mình xịt cái lớp bảo vệ không màu lên, là cái ghế nó sẽ bóng và đẹp, cũng khá ổn nha. Rồi. Hai sen. Ha. Ghế đã hoàn thành, đẹp. Cùng tông với lại mấy cái ghế này. Em ơi. Hai. Rồi, ok. Bye bye mọi người.